Sáng 24 tháng 3, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt giã tiền phong chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và đại diện các địa phương, đơn vị có vận động viên tham gia giải tại lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải chạy Việt giã tiền phong, chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên năm 2024 có 54 đơn vị tham gia. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức, ngành văn hóa thể thao và du lịch và các lực lượng tham gia buổi lễ đã tham dự chạy hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Đối với giải chạy Việt Giã Tiền Phong, chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên năm nay có hai nội dung thi đấu, trong đó chạy tập thể có 900 vận động viên của 29 đơn vị tham gia thi đấu đồng đội và cự ly 200 m. Chạy Việt Giã Tiền Phong có tổng số 360 vận động viên của 25 đơn vị tham gia thi đấu giải cá nhân và đồng đội, nam, nữ trẻ và nam nữ vô địch ở các cự ly, cá nhân nữ trẻ 3.500 m, cá nhân nam trẻ 5.000 m, cá nhân nữ vô địch 5.000 m, cá nhân nam vô địch 8.000 m đây là hoạt động góp phần động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân